cả các bạn kiếm đồng bi và đăng ký một cái tài khoản trên sàn giao dịch bi network nha mọi người. Đầu tiên mọi người lấy cái phần link mô tả của mình, rồi mọi người login vào Facebook nha mọi người, đăng ký bằng Facebook cho nó dễ cập nhật. Rồi sau đó mọi người fit name là tên, last name là họ. Rồi mọi người nhớ ghi cái này nhiều người chơi quá, mọi người ghi tên này có thêm ký tự nha mọi người, cho đừng trùng hợp với ai vô. AB đi, CD, CD đi, rồi gì đi, khoan, rồi rồi mọi người bấm nút submit, rồi xác minh xe buýt đâu ta. Mọi người chờ chút nha. Mía cặp trà này. Anh em chờ chút nha, mình xác minh xe buýt kia. Rồi mình hướng dẫn anh em đăng ký trên một sàn giao dịch B Network này luôn. App này anh em chỉ việc đăng ký rồi là tự động nó đào là bỏ là kiếm tiền anh em. Cái đồng Bi Network này nó được list sàn anh em, được các YouTuber lớn dự án này là lâu lắm rồi, nay nó được lên sàn nè. Anh em hãy nhớ theo dõi hết video này của mình nha, mới kiếm được tiền. Anh em không chơi thì nó đừng có hối hận à. Chọn tất cả các hình ảnh xe buýt nhắm vào không có nào. Tờ ơi tờ, xác minh gì khó gì tờ, chết mẹ đi. Xin lỗi anh em, mình chỉ thề anh em. Xe biết gì đâu, anh em nhớ bấm nút đăng ký ủng hộ mình nha mọi người, và cho mình một like. Mình làm review mà view nó bèo nhèo vậy chắc mì tôm không có ăn nữa anh em ơi. À như vậy là mình đã xác minh thành công nha anh em. Rồi cái này là Intervicode code là anh em tự đặt nha. Anh em bấm Intervicode code là anh em nhập năm sinh của mình vô anh em. Rồi anh em bấm nói ra vậy nè, anh em bấm vào getta nha. Rồi là như vậy là mình đã đăng ký xong một cái tài khoản anh em. Rồi anh em bấm vào nút nút tab to en nè. Rồi anh em bấm vào là tự động nó đào nha anh em. Tự động đào đường bi à. Chuta. Du 24 giờ. 24 vậy làm nói là màu xanh nha anh em. Là nó tự động đào nha anh em. Trong vòng 24 và 1 tiếng đồng hồ là nó ngưng gậy màu trắng anh em vô nè, tự đào nè. Trước khi vô nó tặng cho mình được một đồng của bờ. Ơi một đồng một đồng bi nha. Rồi mình hướng dẫn anh em đi ấy nha, hướng dẫn anh em lấy. Để mình hướng dẫn anh em lấy link chia sẻ anh em, chia sẻ đăng cho tăng tốc độ đào của mình lên. Rồi mình anh em chờ chút nha. Invite đang đào đó nha anh em. Nè anh em lít vào cái phần ba chỗ gạch ở bên góc tay tay trái của anh em nè, anh em nhấp vào. Rồi anh em chạm vào cái nút and tem nè. Rồi anh em copy cái link nha anh em. Anh em bấm vào chữ invite nè. Mình quậy quậy đó. Rồi anh em tất cả mọi người chờ chút nha. Rồi mọi người cho phép nó đi, cấp quyền cho nó đi. Rồi mọi người bấm vào nút chia sẻ nè, anh em đăng ký đi. Con này đào tự động mà giờ nó lấy sàn, để mình hướng dẫn anh em đăng ký một cái sàn nè. Rồi anh em copy lên nha, em cho phép vào khai nhớ tạm nè. Đây mình để không mất thời gian anh em, mình thoát ra. Rồi mình sẽ qua một con quét cho anh em coi, qua một cái sàn cho anh em coi nè.
nào mà đăng ký cho mình link thì là ủng hộ như là ủng hộ mình đi, rồi mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký một cái sàn mua bán bi đồng bi nha anh em. Rồi anh em, sau khi anh em click cái phần link của mình thì nó ra một cái giao diện gì nè anh em. Anh em bấm qua nút email nha. Rồi anh em nhập mail vô, nhập mật khẩu này, rồi anh em bấm vào chữ tôi đồng ý, rồi anh em bấm vào nút đăng ký, xong là nó gửi cho anh em một cái mã, anh em gửi về mail anh em một cái mã code, rồi anh em qua là nhập cái mã code bên kia là login vô là được anh em. Còn này mình đã đăng ký rồi, mình sẽ đăng nhập vào anh em. Phan, mọi người chờ chút. Này mình đăng nhập anh em. Rồi mình cho anh em coi. Nên anh em, sau khi mình đã đăng nhập vào con web thành công anh em, là cái đồng mình đang kiếm là đồng số bi nè anh em. Số bi hôm qua là còn 7 giờ nó giảm xuống rồi. Đồng bi này giờ đang tăng anh em. Rồi anh em click vào cái phòng bi này nè. Anh em click vào. Anh em đăng nhập anh em mới click vào mới được nha. Chết, mạng mình hơi đứng anh em thông cảm nó chậm chút. Rồi mình sẽ đồng bi này nó mới vừa lít sàn anh em, mình chưa có bán được anh em, nhưng mà nó bán được mình sẽ làm clip cho anh em hướng dẫn đổi Việt Nam đồng em, hoặc rút về mình sẽ hướng dẫn anh em đổi về Việt Nam đồng sau. Nút xanh này là mình mua nè, nút đỏ là mình bán nè. Cái chị của đồng bi đang tăng đấy anh em, đang tăng 5% đó. Sau khi mình vậy anh em nào mà có gì thì cứ để lại comment dưới đi, hoặc mình sẽ hỗ trợ anh em. Đồng bi này giờ mới lít sàn anh em, mình chưa bán được anh em. Chừng nào mình bán được mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em rút tiền về Việt Nam sau. Chào tạm biệt tất cả anh em đã theo dõi và luôn ủng hộ mình.